toàn icon hoa tặng em nhân ngày 20 tháng 10 đi chị. Ok luôn, mua một set đồ toàn hoa để tặng bạn Ali và để cho mọi người tham khảo luôn nha. Đố các bạn biết hoa gì có nghĩa là một đôi môi? Đấy là hoa tulip. Cái hoa này là gấu bông, trông vô tri nhưng mà rất là xinh nha. Đang hoa tự nhiên lại có một cái cỏ bốn lá ở đây. Không sao, với tay ngục lặn của tôi, kiểu gì tôi cũng được. Có hẳn bộ sưu tập cỏ bốn lá, đồ bông ở đây. Trời ơi, dễ chưa? Bạn nào mê búp họa mi thì cứ bơi hết vào đây. Rồi lên cho mọi người một cái bức tranh như thế này. Chỉ cần tô theo đúng cái số ở trên này thôi là mọi người sẽ được một bức tranh siêu đầy đẹp trong phòng luôn. Công nhận là hoa anh đào đi lên cái tinh này. Đúng, đúng. Nhìn cái cốc này nhá. Vừa có hình hoa anh đào ở đây, lại còn có cả tay cầm hình hoa anh đào. Thường xuyên thì hướng mặt trời, còn tới chỉ hướng một mỗi hình cọ thôi. Hả thì có tầm á? Tầm 7, tầm 3. Tôi sơ Google ấy thì thấy hoa hồng phải có 100 đến 160 loại cơ. Nhưng mà nói thật, ở đây tôi thấy phải có hơn 300 loại đấy. Hơn 300 loại hoa. Chưa. Ai gần cuối đây là một bó hoa. Nhưng mà ở đây nhiều hoa thế này thì chọn đến bao giờ nhỉ? Thôi thì cho tôi tạm dừng cái video này tại đây. Để tôi đi tìm một cái bó hoa mà giống như cái bó hoa này nhất. Mọi người muốn mua gì thì comment nha.